Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các em ở trong buổi livestream ngày hôm nay. Chúng mình có một cái buổi ôn tập giữa kỳ tiếp theo cùng với chị Hiên và không biết là bây giờ thì đã có bạn nào lên xem phần livestream ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay hay chưa. Chúng mình sẽ cùng lướt qua nhanh với nhau nhá, tại bởi vì là chị Hiên có một cái khoảng thời gian rảnh rỗi nhỏ xíu và chị muốn là dành cái khoảng thời gian này để có thể ôn tập cùng với các bạn. Ok không nào? Thế nên là ngày hôm nay thì không có nghe nhạc kéo gì hết mà chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn với nhau. Bạn nào vào sau thì sẽ có thể xem lại nhá. Ok không? Được không nào? Rồi các bạn ơi, chúng mình có cái khổ thơ thứ ba trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Chị tin chắc chắn rằng đây là một trong những cái khổ thơ mà rất là nhiều bạn nghĩ rằng là sẽ thi vào cái khổ thơ này. Chị tin chắc luôn, Thế nên là ngày hôm nay chị đã quyết định là sẽ làm một cái buổi livestream để chúng ta có thể thống hệ thống lại về cái kiến thức của đoạn thơ này và hy vọng rằng là với cái phần hệ thống này của chị thì các bạn cũng sẽ cảm thấy là mình yên tâm hơn khi đi thi. Ok không nào? Nhá. Yeah. Được không ạ? À? Rồi các bạn ơi. Quay trở lại cùng với chị chưa? Chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Ok, bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Chúng ta có đoạn thơ thứ ba và cái đoạn thơ này mang nội dung đó chính là gì? À, hình ảnh về những người lính Tây Tiến mang trong mình vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng, đúng không ạ? Mang trong mình vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Được không nào? nhá Hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng Được không ạ? Các bạn thân mến, chúng ta có câu thơ đầu tiên ạ Tây tiến đoàn binh không mọc tóc À, và hôm sau bài Việt Bắc nha chị Ok, thế thì trước tiên bây giờ chúng mình cùng tập trung vào đây giúp chị đã nhé Trước tiên thì các bạn sẽ cùng tập trung vào đây giúp chị một xíu nha Ok không nào? Tập trung vào đây giúp chị đã rồi buổi sau thế nào thì chúng mình sẽ cùng tính với nhau sau Được chưa ạ? Bây giờ trước tiên là là cái đoạn thơ này đã Như chị đã nói này Nội dung chính của đoạn thơ này sẽ là Hình tượng người lính Tây Tiến Hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng Ok chưa ạ? Mang trong mình bốn vẻ đẹp nhá Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là bốn cái vẻ đẹp đó thể hiện như thế nào Qua 8 cái câu thơ này Được chưa nào? Chúng mình có hai câu thơ đầu tiên Tây tiến đoàn binh không mọc tóc Quân xanh màu lá giữ oai hùm ở trong hai câu thơ này, chúng ta thấy rằng là à, hình ảnh xuất hiện trước mắt chúng ta bây giờ là trực diện về đoàn binh Tây Tiến. Và ở trong đoàn binh Tây Tiến thì chúng ta có hình ảnh của những người lính mà à chọc đầu đúng không ạ? Hình ảnh những người lính chọc đầu, tóc không mọc. Nhắc tới cái hình ảnh này thì chúng ta có thể dùng những cái lý do để giải thích, lý giải cho cái việc tại sao mà Quang Dũng lại viết ở trong cái câu thơ của mình về hình hài của những người lính Tây Tiến nó lại kỳ dị đến như vậy. Được không ạ? Chúng ta thấy rằng là thứ nhất, đó là cái thời điểm những cái năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, những cái thiếu thốn về vật chất cộng với nơi rừng thiêng nước độc là cái nơi hành quân và chiến đấu của những người lính. Thêm vào đó thì à, những cái căn bệnh sốt rét rừng này, đúng không ạ? Đã gây ra cho người lính những cái căn bệnh ngoài da à, và chính vì thế mà tóc không thể nào mọc lại được khi mà rụng đi rồi ok chưa ạ còn cái lý do thứ hai được giải thích theo cái góc nhìn góc độ của những người lính một cái cách rất là dí dỏm và lạc quan thì những người lính cho rằng là cái việc mà cạo chọc đầu ấy sẽ giúp cho cái việc đánh giáp lá cà sẽ trở nên có lợi thế cho bên mình hơn đó là lý do tại sao mà những cái anh bộ đội cụ hồ ở giai đoạn này thường được gọi với những cái tên thân thuộc hơn như là những anh vệ túm những anh vệ chọc Ok ông nào, thì đây là câu thơ đầu tiên. Mặc dù là mang một cái vẻ ngoài kỳ dị như vậy, tóc không thể mọc được, nhưng mà chúng ta nhìn thấy ở đây này, có một cái cụm từ đi kèm với không mọc tóc đó là đoàn binh. Từ đoàn binh gợi ra cho chúng ta một cái không khí, một cái khí thế hừng hực của một đội quân với lực lượng đông đảo, với một cái tinh thần gì ạ, quyết chiến quyết thắng. Được không ạ? Thế thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là với một cái góc nhìn lãng mạn anh hùng của nhà thơ Quang Dũng thì rõ ràng hình ảnh người lính hiện lên không hề ốm yếu và tiểu tụy mà đó là hình ảnh của gì ạ? Một đoàn binh mang trong mình cái khí thế đi để chiến đấu, đi để chiến thắng và quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh ok ông nào rồi câu thơ thứ hai chúng mình sẽ phải chú ý giúp cho chị tới cụm từ đó chính là quân xanh màu lá ở đây ý muốn nói ý muốn nói tới là gì ạ à những người lính tây tiến làn ra xanh sao phải không ạ dùng một cái hình ảnh so sánh rất là hay ở đây đó là quân xanh màu lá thế nhưng mà lại đi kèm với cái cụm từ đó chính là giữ oai hùm ở đây muốn nói về cái gì ạ à ở đây muốn nói về cái gì nhỉ muốn nói về tư thế của những người lính Tây Tiến bây giờ đang trong cái tư thế làm chủ thiên nhiên, làm chủ đất trời. Và màu xanh đang nhắc tới ở đây là màu xanh của lá ngụy trang, là màu xanh của bầu trời, là màu xanh của hy vọng. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy được hình ảnh người lính Tây Tiến hiện lên với cái hình hài đó là đoàn binh không mọc tóc, đó là đoàn binh da xanh sao, thế nhưng lại không hề ốm yếu và tiều tụy, mà thay vào đó chúng ta nhìn thấy được một cái sức mạnh, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy được một sức mạnh từ binh đoàn này. Ok chưa nào? Thì đây là hai câu thơ đầu tiên các bạn nhé. Tiếp tục chúng mình sẽ có hai câu thơ tiếp theo. Được không nào? Đây là hai câu thơ mang vẻ đẹp hào hùng. Người lính Tây Tiến mang vẻ đẹp hào hùng ạ. À. Ok chưa nào? Rồi chúng mình có hai câu thơ tiếp theo ạ. À. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Đây cái tính chất lãng mạn anh hùng được thể hiện rõ nhất qua hai câu thơ này đây, được không ạ? Ánh mắt chừng là một cái ánh mắt thể hiện cái sự thể hiện một cái sự quyết tâm cao độ khi nhìn về phía quân địch đúng không ạ sự quyết tâm cao độ khi nhìn về phía quân địch và ban ngày gửi cái giấc mộng đó chính là gì ạ giấc mộng chinh phu giấc mộng có chiến thắng đúng không nào chiến thắng trước kẻ thù còn khi màn đêm buông xuống thì cái nỗi nhớ lại được gửi gắm về đâu ạ à? gửi gắm về hà nội về quê hương của mình và mơ về những dáng kiểu thơm nhớ về những góc phố thân quen đúng không nào và chúng ta thấy rằng là hai cái câu thơ này ấy, mang cái vẻ đẹp hào hoa và lãng mạn ở trong thơ quang dũng và nhà thơ vũ quần phương thì đã từng nói rằng là với bài thơ tây tiến ấy, thì quang dũng đứng ở một cái ốc đảo cực kỳ là riêng biệt Đúng là như vậy, ngay từ trong những cái tác phẩm thơ của mình mặc dù bản thân quang dũng là một người viết rất là ít thế nhưng chúng ta thấy rằng đây là một trong số những nhà thơ sớm đã định hình được cái phong cách thơ của mình ở trong lòng độc giả mà đó là cái mà có rất là nhiều những người nghệ sĩ cả cuộc đời của mình đi tìm cái đó nhưng không thấy được không ạ? À? Nhá, họ đã sống và chết giản dị và bình tâm Không ai nhớ mặt đặt tên Nhưng họ đã làm ra đất nước Ok, rồi, một cái đoạn thơ rất hay trong trích đoạn Đất nước chứ trong trường ca mặt đường khát vọng Của nhà thơ Nguyễn Khoa Điệp Ok không ạ? À? Vậy là hai câu thơ này nhốt chọn cả hai thế giới Đó là hai thế giới của ban ngày và ban đêm Đó là hai thế giới của hai giấc mộng Trinh phu và mộng giai nhân Mộng đánh giặc và mộng mơ về những cái bóng hình giai nhân Ok chưa ạ? Nhá, các bạn lưu ý giúp chị Chúng mình có hai câu thơ tiếp theo Giải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây Đó là hình ảnh về gì ạ? Những ngôi mộ nằm giải rác ở nơi biên cương Và đây là những ngôi mộ xa xứ à, bây giờ thì cái không gian Tất cả mọi thứ đã thay đổi Qua cái ngòi bút của nhà thơ Quang Dũng đúng không nào? Đó là hình ảnh của những cái ngôi mộ không một nén nhang, không một uh, gì ạ, không một vòng hoa, không một lời đưa tiễn và những cái năm tháng ấy người ta nói rằng là uh, những cái năm tháng đó là những cái năm tháng mà có những cái người lính chết trên đường hành quân nhiều hơn là chết trận. Bởi vì những cái gian khổ nơi rừng thiêng nước độc đã khiến cho những người lính phải bỏ lại phải bỏ lại cuộc sống, phải bỏ lại tính mạng của mình ở một cái nơi xa xứ mà không biết là sẽ bao giờ được quay trở về. Ở đây thì nhà thơ Quang Dũng đã sử dụng rất nhiều những từ ngữ Hán Việt ở đây mang tới một cái sắc thái vô cùng thiêng liêng và trang trọng khi nói về sự hy sinh của những người đồng chí đồng đội của mình, được không ạ? Và những người lính ấy, họ ra đi mang trong mình một lời thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh chúng tôi đã đi không tiếc đời mình nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Chúng ta thấy rằng ở đây trong câu thơ này có cái hình ảnh đối lập đó là chiến trường và là đời xanh. Chiến trường ở đây là nói về bão đạn, nói về cái chết cận kề, đời xanh ở đây là tuổi trẻ là niềm tin là hy vọng. Thế nhưng mà à, những con người ấy họ vốn chủ yếu là gì ạ à là những cái chàng trai hà nội còn đang ngồi trên ghế nhà trường nghe theo cái tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc đã ra đi để mang trong mình một cái sứ mệnh là phải đòi lại độc lập cho tổ quốc, cho dân tộc Họ đã đi và không tiếc cuộc đời của mình Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là nhà thơ Tạ Hữu Yên đã từng viết những cái vần thơ rất hay rằng là Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu nghe dịu nỗi đau của mẹ Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ Các anh không về, mình mẹ lặng yên Và chúng ta thấy rằng là vượt lên trên tất cả những cái nỗi sợ hãi đó Thì những người tính Tây Tiến một thủa Họ vẫn mang trong mình cái lòng quyết tâm và họ nghĩ họ luôn luôn trong cái tâm trí của mình trong cái trái tim của mình thì luôn luôn nghĩ rằng là đó là cái sứ mệnh thiêng liêng mà họ phải mang theo và họ phải thực hiện. Ok ông nào? Và cuối cùng, hai câu thơ cuối ạ, à, nói về sự hy sinh của những người lính Tây Tiến. Áo bào thay chiếu anh về đất. Áo bào ở đây là một cái hình ảnh cường điệu hóa. Vốn dĩ đây là cái trang phục thường chỉ dùng cho vua chúa, thường chỉ dùng cho những cái người tướng quân thôi. Thế nhưng mà ở đây lại được sử dụng để làm gì ạ? À? Để nói lên cái vẻ đẹp bi tráng của người lính Tây Tiến. Áo bào thay chiếu anh về đất. Nếu như mà cái sự thật ấy Thì nó là gì ạ? Các anh trở về với đất mẹ Với gì ạ? À với đôi khi là hình hài nguyên sơ nhất Với tấm áo chấn thủ Đúng không nào? Và hòa vào đất mẹ Đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng là ở trong câu thơ này lại sử dụng cái hình ảnh Đó là hình ảnh áo bào Áo bào thay chiếu anh về đất Biện pháp tu từ nói giảm nói tránh Để làm dịu vợi đi Nỗi đau thương khi nói về cái chết Của những người lính Tây Tiến, những cái người đồng đội Của Quang Dũng một thủ phải không ạ à trong cái bài thơ tiếng hát con tàu ấy thì chế lan viên từng viết những câu thơ như thế này con nhớ anh con người anh du kích chiếc áo nâu anh mặc đêm công đồn chiếc áo nâu suốt một đời vá sách đêm cuối cùng anh để lại cho con phải không nào và chúng ta thấy rằng là đôi khi là họ còn nhường lại cái tấm áo của mình dành cho những người đồng đội bởi vì trong cái thời điểm ấy những cái năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống pháp thì vẫn còn rất là nhiều những cái thiếu thốn và khó khăn và chính vì là có rất là nhiều những cái thiếu thốn và khó khăn như vậy thế nên như chị đã nói ở trên ạ à, à da thì xanh sao vì bệnh tật rồi thì sốt rét rừng đúng không ạ à? cũng là vì những bệnh tật và những cái thiếu thốn khó khăn và những cái chặng đường hành quân vất vả trôi qua như vậy và khi mà những cái người anh hùng đó ngã xuống thì dòng sông mã lại thêm một lần nữa xuất hiện. Dòng sông mã ở đây được nhân hóa gầm lên một cái tiếng kêu đau đớn và chúng ta thấy rằng là sông mã ở đây giống như là hình tượng của một con chiến mã trung thành đã thét lên một cái tiếng kêu đau đớn khi mà chứng kiến vị tướng quân của mình ngã xuống, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng cái khúc độc hành này nó cũng giống như là một cái bài điếu ấy nó giống như một cái bài điếu để thể hiện cái sự thể hiện cái tình cảm của Quang Dũng dành cho những người đồng đội của mình và đó cũng chính là lý do tại sao mà người ta gọi bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng là một cái nén tâm nhang mà Quang Dũng muốn gửi đến những người đồng đội đã khuất của mình, được không ạ? À? Hình ảnh dòng sông Mã đã làm cho cái bài thơ này hình tượng những người lính Tây Tiến trở nên bi tráng và đó là lý do tại sao mà chị nói với các bạn ngay từ đầu ạ. Tám câu thơ này là tám câu thơ thể hiện về hình tượng người lính Tây Tiến hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng được không ạ bài điếu mang tầm vóc thiên nhiên mang tầm vóc vũ trụ ok không ạ các bạn ơi thì đây là tám cái câu thơ mà chị vừa lượt lại với các bạn về nội dung nhắc lại với các bạn thêm một lần nữa rằng là đây là một trong số những cái đoạn thơ rất là quan trọng Thế nên là nếu như bạn nào mà chưa xem được ấy, thì một lát nữa các bạn sẽ xem lại phần livestream này nhé. Còn ngày hôm nay thì chị không có nhiều thời gian mà vẫn muốn ôn cùng với các bạn. Thế nên là sẽ ôn tập lại cho các bạn một chút xíu nhá. Còn lại thì nếu như các bạn cảm thấy là vẫn băn khoăn về Việt Bắc thì chúng mình sẽ lại có những cái buổi ôn giữa kỳ tiếp tục với nhau nhá. Tất cả thì sẽ phụ thuộc vào độ nhiệt tình của các bạn Được không nào Còn bây giờ thì xin mượn một lời thơ của nhà thơ Giang Nam Để thay lời kết cho phần livestream ngày hôm nay nhé Và hy vọng rằng là nếu như đề thi có vào bài thơ Tây Tiến Thì các bạn sẽ làm thật tốt bài này nhé Được không ạ Giang Nam đã từng viết những câu thơ như thế này ạ Đó là Tây Tiến biên cương mờ lửa khói Quân đi lớp lớp động cây rừng Và bài thơ ấy con người ấy Vẫn sống muôn đời với núi sông nếu như vào tây tiến thì hãy hoàn thành thật tốt các bạn nhé. Chị chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo cùng với chị nha. Bye bye các em.